Alo, dạ chị anh ô tô gửi lời chào anh chị nha. Đây nè, hôm nay cái con 47A19099 đây nè. Cái con này thì hôm bữa là khách nó đã mua rồi, mà hôm nay lên đổi thêm một con xe của em nữa. Thì bên em là cắt đổi xe cái con xe này nha anh chị nha. Đây nè, em về thêm con tre nè, tre bách tre nè, là hai con em đang cho rửa đây. Đó, chiếc xe rất là cọp luôn, mua về là chạy thôi. Con này nè, bốn vỏ mới, xe chính chủ nha. Ủy quyền em vừa mới ủy quyền xong cái con xe kia bách tre này đời 2003, em vừa mới ủy quyền qua tên em xong, xe chính chủ luôn, ủy quyền mới đúng có một lần qua tên em thôi. Chiếc xe kia nè, bốn vỏ mới tinh nha anh chị nha, bốn vỏ 80% luôn, không chê đâu được cái con xe này luôn. Vừa mới về tức thời vỏ là 80 là gầm bệ, là không có một xíu là mục mọt luôn nha anh chị nha. Ở chiếc xe đó đó, đang cho rửa xe đây, bơm đút nha, bốn cái bơm đút luôn, chạy bốc lắm, em đi mấy trăm cây luôn về tới đây. Đó, cái xe bét tre đó, nội thất là trong là bọc 5D hết toàn diện nha anh chị nha. Cầm bệ là không mục nha anh chị nha. Con này em đã coi rất là kỹ rồi, con này mua về chạy thôi. Đang rửa xe rồi, con này ngày mai em sẽ đưa qua công nghệ 4.0 đánh bóng sơn cái gì đó, không không có dấu hiệu là chạy chùa luôn, cái con xe luôn, lóc cửa khóa cửa đầy đủ hết, không thiếu gì. Nội thất là trang bị 5D nè, đây nè, bọc nè, 5D nè, nội thất rất là sạch sẽ nha, vậy thôi, 5D nè. Đó, nhạc nhóm là súp như vũ trường luôn, dán tinh kính nhiệt hết toàn gì. Đây rồi, thêm một con này nữa không? Con này con Ly Văn, khách qua đổi xe bên em. Đó, chiếc xe đó, ngày mai em sẽ quay chi tiết cụ thể hai con này lên cho chị xem nhé. Đó, chiếc xe đó, đang cho hút bụi luôn, những dòng xe cỏ thôi nhưng mà rất chất anh chị nha. Nói gì không, nội thất ở trong sạch sẽ lắm. Cửa đóng rất là liền lạc, rất khít nha. Con này là không có cứng đục nha anh chị nha, nên là cái chất xe thì anh chị yên tâm. À, con này giờ em rửa sơ là rất đẹp luôn. Đó, anh chị thấy bốn cánh cửa không, bốn cánh cửa là rất đều, rất liền lạc, không có bị cong bên bất cứ khoản gì nha anh chị nha. Nội thất người ta bọc 5D hết toàn diện rồi. Đây nè, phần nội thất nè, bọc nè, 5D nè, nội thất ở trong mới lắm, 80%, bốn kính chỉnh điện hết toàn diện. Chiếc xe đó, bốn vỏ mới tinh, bơm đúc. Trường Anh quay luôn cái phần gầm bề cho anh chị xem nhé. Đây nè, ở chị là chiếc xe rồi. Đó, đình tán đó, đình tán dập nguyên zin đây nè, sản xuất đó. Đây nè, em qua hai bên luôn nhé, không có dấu hiệu mục mọt gì thôi. À, cái chiếc xe mà Trần Anh đi lựa về đó, máy móc mà, khô réo lắm, máy móc nè anh chị thấy không, đó không có gọi là dấu hiệu nhớt nheo gì xì gì nhá. Chạy em đi gần 400 cây
để mua con xe này đây. Đó là cái chiếc xe đó, chiếc xe mà Trường Anh đi mua về đó nè, những cái đinh tán dầm trong gầm nè, nó còn nguyên zin trên xe đây nè, vậy thấy không? Không có xíu cái là mục mọt con xe này luôn. Đó em rửa xe em chui xuống gầm luôn nhá, chui xuống gầm em quay cho chị chi tiết luôn, chị thấy không? Đó chị có chui xuống gầm mới quay được chi tiết hết toàn thể cái gầm xe thôi nè. Đó không có xíu bụng bọt nữa, chị thấy không? Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Đẹp lắm chị ơi, hai xe. Đây nội thất, cửa nè, đóng rất liền lẹt, anh chị thấy không? Chất xe đó, con này đi bền lắm, tắp ly nè. Còn rất mới nha anh chị nha, nội thất đó, bọc 5D hết toàn diện rồi. Chân nè, chân nỉ nè, chân nỉ nguyên rin theo xe nhá. Đó, chỉ nẻo nè. Đóng cửa rất khích luôn, gương chỉnh điện nhé, nè, bọc 5D nè, anh chị thấy không? Bọc 5D hết rồi, vô lăng nè, trợ lực rất nhẹ luôn, nhạc nhóm với âm thanh thì không phải suy nghĩ đâu. Đó anh chị thấy đẹp không ạ? Tắp lô, xe này là em mua xe chính chủ luôn á anh chị ơi, đó đang ủy quyền qua tên em luôn nhé, anh chị nào mua thì sử dụng thêm sẽ ủy quyền lại cho ạ. Chị nẻo nè, chị coi chị nẻo nè. Đó có chiếc xe đó chị thấy không ạ? Đó chiếc xe đó, chị nẻo đó, đây nè. Đó chị thấy không? Đẹp lắm chị ơi. Ngày mai em đưa ra công nghệ 4.0, em sẽ đánh bóng cái con xe này, rồi em sẽ quay chi tiết cho anh chị nhé. 4 vỏ mới 80%, 4 mâm đúc, cốp rất rộng rãi. Đây là em quay phần cốp cho anh chị coi con xe luôn nhé. Đây nè, đó cốp đã được mở rồi đó nè, cờ anten nè, nguyên zin xe nè, vậy thấy không nè, cốp nè, chị thấy không? Rất là sạch sẽ nha anh chị. Đó cốp nè, đây nè, nỉ nè, nguyên viên cho xe nè, nè không có xíu cứng đục anh chị thấy không? Đó những cái đinh tán này, trong gầm này, trong cốp xe nè còn nguyên zin hết. Vỏ nè, hay một cái vỏ xe cua này, rất là to nhé. Đây nè, sóng lường nè, đinh tán dập nguyên zin sản xuất nè. Hôm nay em coi rất kỹ luôn, hôm nay em đi 3 người để mua được hai con xe đó anh chị, đi mấy trăm cây về đây đó. Đây nè, đó chị thấy không ạ? À? Chị nẻo đó, chị nẻo cabo sau đó, đó chị nẻo đó, không có mất phân nào đâu nha anh chị nha. Đó chiếc xe anh chị thấy không? Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì anh chị? Đẹp lắm, đây nè, sóng vàng nè, không có là xíu cứng đụng luôn. Hơn 100 triệu anh chị có thể sở hữu được con Kia Epeche đời 2003, xe chính chủ nha anh chị nha. Ở chiếc xe đó anh chị thấy không? Em đang cho rửa xe luôn đây. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ em, tại vì em cũng vừa mới đi lấy con xe này về thôi. Mai em đưa qua công nghệ 4.0, em tẩy rửa con xe này, đánh bóng lên thì anh chị nhìn con xe nó đẹp long lanh luôn, dán thêm bộ tem rất thể thao như vậy, thấy không? Đó, em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em chúc anh chị có một buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhé, và cũng bên người thân luôn.